Chào mừng tất cả quý bà con đã quay trở lại với kênh A Huy Vlog. Do giá mít có thay đổi, biến động mạnh ở các khu vực nên mình sẽ tiếp tục cập nhật giá mít Thái mới nhất cho bà con tham khảo. Bà con lưu ý, đây là giá thương lái cắt tại vườn để bà con tham khảo, nhưng cũng còn tùy vườn, tùy lái, tuyến đường vận chuyển xa hay gần so với vườn mít mà giá có thể sẽ chênh lệch từ 1 đến 2 ngàn đồng trên kg so với bảng giá nhà bà con. Theo thông tin mới nhận được từ anh em thương lái thì giá mít Thái tiếp tục tăng nha bà con. Giá tăng ít hay nhiều tùy khu vực, tùy vựa và lái. Giá chi tiết mình sẽ ghi trên màn hình, cho bà con tiện theo dõi, mời bà con cùng xem video. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để xem video của mình. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh A Huy Vlog nhé. Mình sẽ thường xuyên cập nhật giá mít cho bà con mình theo dõi để bán cho đúng giá. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.